ngày hôm nay phía bên giao hàng giao cho mình một cái xe mô tô theo cái kiểu là thank you so much. Đây là chiếc mô tô theo cái kiểu gọi là gì nhỉ? What name? Dirt bike. Theo cái kiểu mà đi gọi là cảm giác mạnh á, của những cái người mà không biết tả sao với cả nhà, nhưng mà để Costco khui cái hàng này ra rồi sẽ nói với quý vị cho nó rõ hơn nhé. Đó, bên kia là một cái xe giao hàng, họ có một cái tự động nâng cái không biết gọi là cái gì, vì cả nhà nhìn cả nhà đoán nhé. Đây là tiếp chiếc motorcycle và nó sẽ như thế nào, Hasco khui thùng ra quý vị sẽ biết nó là chiếc mô tô như thế nào nhé. Đây, wow, anh xã mình bắt đầu khui nó ra đây. Hello partner. Wow. Chà. Rồi. Color rest. But I look pink. I like color pink. Hasuko rất thích màu hồng, mặc dù tuổi đã già rồi nhưng vẫn thích màu hồng. Đó. Honey, how much? What has delivered in tax 1300. 1300. Đây là chiếc xe mô tô ông xã sẽ để chạy vào những cái gọi là cái xe địa hình. Phải nói không biết gọi là cái gì luôn á. Xe địa hình. Thì cái này á, là Hasuko làm YouTube đó, xong Hasuko mua cho ông xã đó. $1,300. Thấy không? Cưng ông xã không? Honey, I thought I'd buy for you. I like color. Mà chiếc xe này ông xã mua trên Amazon. Amazon. Sau đó người ta vận chuyển đến đây. Ở Mỹ người ta mua online nhiều lắm quý vị. Kính thưa các thể loại. Rồi người ta đã đóng chiếc xe này. cả nhà ơi, nó không phải là màu hồng đâu, nó là màu đỏ. Ý đi hả? Ai open ao hả? No, wait till we take off. Đây. Mình tưởng nó là màu hồng, không, nó là màu đỏ. Cái đó nó chỉ là cái lớp giấy ở bên ngoài thôi. Đúng rồi, màu đỏ đẹp hơn màu hồng chứ. Đó. Bỏ cái lớp sắt ra bên ngoài rồi, bây giờ thì sẽ lắp đó. Bây giờ là bỏ cái lớp sắt bên ngoài ra rồi. Thì bây giờ ông xã sẽ bắt đầu định hình nó lại. Định hình nó lại sẽ thành một chiếc xe tuyệt vời. Wow. Giờ này học sinh đi học về đó cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Ông xã thì có hai chiếc mô tô này. Lúc trước có một chiếc mô tô hiệu Ducati thì ông ấy bán rồi. Bán lại cho một người bạn. Còn đây là cái chiếc xe hiệu của Ý này. Đó, hiệu của Ý. Nếu mà quý vị xem cái phim I'm Robot á, cái tài tử Will Smith là chạy cái dòng xe này này. Còn đây là chiếc BMW
trong cái phim Nhiệm vụ bất khả thi, diễn viên Tom Cruise là chạy chiếc xe này đó nha quý vị, dòng xe này ạ. Còn đây là cái xe mô tô địa hình. Xe này thì về lắp cũng mệt phết đấy, phải biết nghề mới lắp được chứ không phải là đơn giản nhé. Ông xã mình được cái là không đẹp trai nhưng được cái rất là tháo vát, lắp mấy cái máy móc này thì giỏi lắm. Dân chơi mô tô mà, họ biết sửa chữa, họ biết lắp ráp nhiều thứ lắm. Nhiều người còn độ xe thế này thế kia nữa cơ. Đó, màu đỏ chứ không phải màu hồng nha cả nhà. Màu đỏ đẹp chứ. Đó. Sắp hoàn thành rồi. Và sau đó thì mình sẽ đưa chiếc xe này đến cái miếng đất của nhà mình đó, mà mình đã Hasco đã chia sẻ rất là nhiều về cái miếng đất cho cả nhà rồi. Còn đây, đây cũng là một cái máy, cũng là dạng cắt cỏ nha, nhưng mà nó cũng dạng như là cái mô tô á, tức là khi mà chúng ta ấn ga ở đây á, chúng ta ấn ga ở đây á thì là nó cũng sẽ chạy, nó cũng sẽ chạy đi chứ không phải là chúng ta dùng bằng cái sức người. Nhưng mà cái này cũng không phải là dễ điều khiển đâu, phải là đàn ông mới điều khiển được. Thì cái này là một cái máy mà người ta sẽ cắt được những cái cành cây hoặc là những cái cỏ cao thật là cao ấy. Đó, cái này nó cũng mua là cũng phải là 3.500 đô nha quý vị. Còn cái mô tô nhí này á, thì nó không có nhiều tiền. Mô tô nhí này thì khoảng từ 800 đến 1.000 đô thôi. Đó. Còn đây là cái máy phát điện này, máy phát điện để đem đến cái khu len này. Cho nên là mua được miếng đất mà mua thêm những rất nhiều máy móc cũng rất là tốn tiền. Còn đây là cái bình nước để chúng ta chứa nước sạch, chúng ta đem đến đấy chúng ta dùng. Tại vì khu đất của mình chưa có điện với chưa có nước. Một phần là tụi mình mua đất rồi cải tạo nó thành một cái nơi thật là tuyệt vời. Về điện, về nước thì từ từ kết nối cũng không sao. Tại vì mình đâu có sống ở đấy đâu, mình chỉ đến đấy cắm trại chơi thôi. Cả nhà thấy không? Cái xe nó được nâng lên như thế này này để lắp bánh rồi lắp ốc vít vào. Nếu không cần phải lắp ráp là cũng khó mà lắp ráp đấy nhé. Honey, difficult. Bây giờ thì ông xã đã lắp xong cái phần bánh rồi, bây giờ còn cái phần thắng nữa. Honey, difficult? It's not difficult, it's just this Chinese. No cheap bike, so they know do correct. Yeah. If they do correct, better.